đánh giá nhạy cảm về giới của UNDP về các tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 tại Việt Nam cho thấy các hộ gia đình dễ bị tổn thương, chịu nhiều ảnh hưởng hơn, đặc biệt là các hộ gia đình người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, lao động nhập cư và phi chính thức. Với sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản, UNDP đã triển khai nhiều hoạt động tổng hợp nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương, đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Tổ chức 6 lớp tập huấn cấp vùng với tổng số 273 người tham dự đến từ các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một diễn đàn chính sách được tổ chức với 72 người tham dự từ phía chính phủ, hợp tác xã, hiệp hội doanh nghiệp và các bên liên quan. Mua và cung cấp một bộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện tuyến huyện. Xây dựng một bệnh viện huyện kiểu mẫu dễ tiếp cận với người khuyết tật. Cung cấp 400 gói hỗ trợ cho người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phát triển một nền tảng y tế số và thí điểm ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Tổ chức một hội nghị tập huấn với sự tham gia của 150 cán bộ giáo dục về sức khỏe với chủ đề kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19 và các biện pháp để thích ứng với bình thường mới và phục hồi kinh tế một cách an toàn cho các dân tộc thiểu số tại một tỉnh miền núi phía Bắc với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao. Hỗ trợ chi trả ngày công lao động tại 3 tỉnh, cung cấp việc làm ngắn hạn và thu nhập cho 2.980 người nghèo và cận nghèo, ước tính giúp được khoảng 35.691 người đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và bắt đầu khôi phục sinh kế. Xây dựng 30,85 km đường giao thông nông thôn. Xây dựng 15 cây cầu. Gia cố 9 km kinh mương, bờ đường bằng cách trồng cây chống sạt lở, xói mòn. Tổ chức 7 đợt dọn vệ sinh môi trường. Sản xuất 164.500 chiếc khẩu trang. Cung cấp 1.500 bồn đựng nước và gói thiết bị bảo hộ cá nhân cho 1.500 hộ nghèo tại 3 tỉnh, giúp khoảng 6.015 người dân thực hành vệ sinh phòng chống COVID. Hỗ trợ 512 thành viên hợp tác xã của 15 hợp tác xã nông nghiệp tại một tỉnh phục hồi và phát triển sau tác động của COVID-19, gián tiếp đem lại lợi ích cho khoảng 9.486 người. Tổ chức một buổi tập huấn cho 90 học viên về thâm canh và chuỗi cung ứng. Tổ chức một khóa đào tạo về tiếp thị, bán hàng trực tuyến và kết nối thị trường cho 30 học viên. Thí điểm 8 mô hình tưới nước tiết kiệm trên diện tích 13 hectare tại 3 huyện. Một hội thảo tập huấn trên mạng cho các cán bộ đào tạo về đăng ký số và thanh toán điện tử được tổ chức với sự tham gia của tổng số 166 cán bộ chính phủ và cán bộ thanh toán điện tử tại 3 tỉnh. Một công cụ đăng ký số được phát triển và ứng dụng tại 3 tỉnh để đăng ký điện tử và thanh toán điện tử qua tài khoản trực tuyến hoặc tiền điện tử cho 100% đối tượng hưởng lợi từ hoạt động chi trả ngày công lao động. Phát triển 10 khóa đào tạo trực tuyến dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Hơn 2.070 nhân viên doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã đăng ký tham gia 10 khóa đào tạo trực tuyến. 820 nhân viên doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã hoàn thành các khóa học. Tổ chức 3 hội thảo với tổng số 173 người tham dự, bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc, nhân viên đại sứ quán, nhà báo, luật sư và sinh viên luật, lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự, giảng viên đại học và lãnh đạo các công ty quan tâm đến tuyển dụng người khuyết tật. 63 người khuyết tật đã được nâng cao kiến thức, hiểu biết về khởi nghiệp kỹ thuật số, thích ứng với COVID-19. 22 người khiếm thị và 35 người khuyết tật khác đã nâng cao kỹ năng kỹ thuật số của mình để tăng cơ hội việc làm và thích ứng với COVID-19. Cung cấp 27 dụng cụ học tập, bao gồm 16 máy tính nề bàn, 11 máy tính xách tay cho hai trung tâm đào tạo người khuyết tật để đào tạo về việc làm kỹ thuật số. 45 người khuyết tật đã nâng cao nhận thức, hiểu biết của họ về cách phòng chống bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật trong COVID-19. 4 sáng kiến nghệ thuật đề cập đến vấn đề chống bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật trong COVID-19 của 13 phụ nữ khuyết tật khác nhau được hỗ trợ như một hoạt động vận động chính sách hướng tới đại diện các tổ chức quốc tế, nhà báo, luật sư,
sinh viên luật, lãnh đạo các tổ chức của người khuyết tật và người khuyết tật.